Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi quay phong cảnh của phường Phù Liễn. Đứng từ phường Phù Liễn nhìn núi Thiên Văn đây các bạn ơi. Xa xa kia là hai cái nhà của trung tâm điện lực quận Thiên An đó. Còn phía đằng kia là núi Thiên Văn đấy các bạn ơi. Trên đỉnh núi Thiên Văn có một quả cầu trắng. Đấy là trung tâm dự báo khí tượng của vùng Đông Bắc. Còn phía trước các bạn là cánh đồng của phường Phù Liễn. Đây là phong cảnh đứng từ phường Phù Liễn nhìn đến núi Thiên Văn. Các bạn ơi nhìn chưa? Trời quang rất đẹp. Tôi quay phong cảnh này lúc 6 giờ chiều, mặt trời đã lặn rồi các bạn ạ. Mặt trời đã lặn, phong cảnh rất yên tĩnh, xung quanh trên cánh đồng không còn một bóng người này các bạn nhìn chưa. Thỉnh thoảng có tiếng con ngan, con gà ở trang trại gần đây này. Đấy, trang trại xanh xanh này. Của một người dân, người ta nuôi gà, nuôi ngan, nuôi đủ các con. Còn trước mặt tôi đây vẫn là những cái ruộng trồng màu. Thế còn kia là một bờ tường của người dân, người ta quây để trồng cây hoa màu các bạn ạ. Tránh trâu bò rồi gia súc đi ra ngoài thất thoát bị mất. Đấy các bạn nhìn chưa? Xa xa kia là núi Thiên Văn đấy. Tôi và người dân ở đây là vẫn đạp xe lên đỉnh núi Thiên Văn tập thể dục các bạn ạ. Từ dưới chân núi Thiên Văn lên đỉnh là vòng xoáy chôn ốc, đường rộng ô tô đi được các bạn nhá. Đường ô tô lên được đỉnh núi đây, núi cao lắm, so với mực nước biển là cao mấy trăm mét đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video nhá, nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho tôi. Cảm ơn các bạn nhiều.